năm 2018, tỉnh Thái Bình có đến 3 giải pháp khoa học được vinh danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam. Giải pháp thứ nhất về nghiên cứu chụp cắt lớp 128 để chẩn đoán phình động mạch vành. Giải pháp thứ hai về nghiên cứu giống lúa TPR225 thích ứng với mọi điều kiện canh tác. Giải pháp khoa học thứ ba là ứng dụng phát triển mới dây chuyền đóng sữa gạo tự động, mang co tự động phục vụ công nghiệp hóa chế biến nông sản do các nhóm tác giả đã giải công nghiên cứu. Các đề tài, giải pháp có những giá trị khác nhau trên các lĩnh vực khác nhau, nhưng lại tập trung ở một mục đích, đó là đưa khoa học công nghệ phục vụ cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Với hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy, được coi là thiết bị y tế hiện đại nhất trong nhiều năm qua tại tỉnh Thái Bình. Gần 20 năm nay, bác sĩ Phan Kế Toại cùng đồng nghiệp tại khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Thái Bình luôn tìm cách nghiên cứu, khai thác tối ưu những tính năng của chiếc máy này để phát hiện nhiều bệnh trọng còn tiềm ẩn cho các bệnh nhân. Và một trong giải pháp khoa học được đánh giá cao, đó là đề tài nghiên cứu áp dụng chụp cắt lớp vi tính 128 dãy trong chẩn đoán phình động mạch não. Đạt giải nhì trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc 14 2016-2017 và là giải pháp được ghi danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018. Giải pháp này được coi là tối ưu trong chẩn đoán bệnh và giảm chi phí cho bệnh nhân. Chụp mạch não bằng một hệ thống này thì sẽ chẩn đoán được những cái tổn thương mà người ta có, người bệnh có từ lúc mà khi lúc sinh ra nó đã có rồi. Đấy, có tuổi nhưng nó chưa phát cái lúc nó chưa phát bệnh. Vì vậy mà khi đã chuẩn đoán sớm thì có thể đưa đến tuyến trên can thiệp. Trên 80% số bệnh nhân trong tỉnh hoặc là số những người muốn kiểm tra có thể đáp ứng được với cái đề tài này. Không quá khó khăn, kỹ thuật thì đơn giản và tác hại và các cái liều phóng xạ nhiễm thì rất là ít. Thực tế, với mỗi ca chụp cắt lớp vi tính 128 dãy như thế này, để chụp mạch não, bệnh nhân mất 2.200.000 đồng. Nhưng nếu chụp mạch số hóa xóa nền, bệnh nhân phải mất 5.200.000 đồng. Như vậy, giải pháp khoa học này khi ứng dụng rộng rãi sẽ giảm chi phí rất nhiều cho bệnh nhân. Nếu nhóm tác giả Phan Kế Toại nổi bật về lĩnh vực y học, thì giải pháp khoa học của tác giả Trần Văn Trà cùng cộng sự được ghi danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018, nổi bật về việc phát triển công nghiệp tự động hóa, hướng tới bài toán bao tiêu nông sản lúa gạo tại Thái Bình. Giải pháp khoa học, nghiên cứu phát triển mới các dây chuyền tự động, hiện thực công nghệ tiên tiến sản xuất sữa gạo, đóng gói màng co tự động inline phục vụ công nghiệp hóa chế biến nông sản. Giải pháp này từng đoạt giải nhất giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2017, huy chương vàng WIPO của Tổ chức Trí tuệ Thế giới cho công trình xuất sắc nhất. Cái giải pháp của chúng tôi được thành công thì nó cũng khởi động cho một cái tiền đề của cái việc là sẽ áp dụng cái khoa học kỹ thuật trong cái công nghệ chiết rót thực phẩm, các loại sữa, các loại nước hoa quả một cách đơn giản, gọn nhẹ, hiệu quả và chi phí đầu tư giảm. Thế thì từ cái chi phí đầu tư giảm đấy thì chúng ta sẽ giảm được cái chi phí giá thành. Dây chuyền sữa gạo, sản xuất sữa gạo hiện tại là đạt rất nhiều ưu điểm. Thứ nhất là công suất được tăng lên khoảng 50%, đảm bảo các yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các mục tiêu chất lượng là đều được đảm bảo và nó tạo ra một cái dòng sản phẩm là sữa gạo rất là an toàn, bổ dưỡng, phục vụ cho đời sống của nhân dân. Trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018, có 73 đề tài được ghi danh, lựa chọn từ 144 giải pháp, đề tài khoa học của tác giả, nhóm tác giả trong cả nước tham dự, đề xuất. Tỉnh Thái Bình có đến 3 giải pháp được vinh danh. Ngoài 2 giải pháp trên, giải pháp khoa học, nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuần mới TPR225 phục vụ cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung của tác giả Trần Mạnh Báo cùng cộng sự cũng được vinh danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam 2018.
giải pháp đoạt giải 3 tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 14 năm 2016-2017. Đây là giải pháp được đánh giá có giá trị đối với nhiều nông dân cả nước trong việc tìm giống lúa đáp ứng về chất lượng, đạt dinh dưỡng, đủ điều kiện xuất khẩu, năng suất cao và khả năng thích ứng rộng. Ưu điểm của giống lúa TBR25 này ở cái cánh đồng 5 tháng này đấy, thì cái thứ nhất là năng suất ổn định, cái thứ hai là chống chịu thổ bệnh tốt và phù hợp với các chất đất ở xã 5 tháng này. Chất đất là cái chất đất của 5 tháng này là đất là phù hợp, là nói đất chân vàng cứng và chân ruộng, những cái chân ruộng mà kể cả ruộng cao cho những ruộng trũng. Chúng tôi đánh giá rất cao bởi vì là những cái giải pháp này mang tính mới, tính sáng tạo. Những giải pháp này đang được ứng dụng trong thực tế và có khả năng nhân rộng, mang lại cái hiệu quả kinh tế xã hội rất cao. Để giải pháp khoa học, nghiên cứu phát triển mới các dây chuyền tự động, hiện thực công nghệ tiên tiến sản xuất sữa gạo, đóng gói màng co tự động inline phục vụ công nghiệp hóa chế biến nông sản, được ứng dụng thực tiễn, giảm chi phí hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp áp dụng. Ông Trần Văn Trà đã ấp ủ đề tài hơn 10 năm trời. Từ việc nghiên cứu, triển khai thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, rồi thành dây hoàn thiện như bây giờ, đã thử thách lòng kiên nhẫn của ông Trà và cộng sự. Cùng điểm chung với nhóm tác giả Trần Văn Trà, để có các công trình nghiên cứu được ghi danh trong sách vàng Việt Nam, các tác giả, nhóm tác giả của những giải pháp, công trình khoa học đã phải dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để ấp ủ phát triển đề tài. Các đề tài khi được thai nghén, triển khai thí điểm, cần có một quá trình triển khai ngoài thực tiễn ít nhất vài năm, 20 năm, thậm chí cả một đời người để được kết quả là được ứng dụng rộng rãi. Tôi đã nghiên cứu rất là lâu rồi, nhưng mà chính thức đi vào triển khai thì chúng tôi bắt đầu triển khai từ cuối năm 2015 và đầu 2016. Ngay từ khi thành lập thì chúng tôi đã xác định cho tập đoàn của mình một cái mục tiêu để thách thức, đó là phát triển bền vững, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng và lấy khoa học kỹ thuật là nền tảng cho sự phát triển. Chính vì vậy là trong nhiều năm qua thì chúng tôi luôn bền bỉ theo đuổi cái mục tiêu đấy. Bất kể một cái gì đã làm nghiên cứu thì nó đòi hỏi mấy cái đức tính của nhà nghiên cứu. Cái thứ nhất là có sự đam mê. Cái thứ hai là phải có cái sáng tạo trong nghiên cứu. Và cái thứ ba là phải kiên trì. Bởi vì cái sự đam mê mà không kiên trì thì nó cũng không có cái đưa đến kết quả ra được. Và cái thứ hai là cái việc nghiên cứu đó phải có một cái mục đích rất rõ ràng. Nó phục vụ cái gì và nó đem lại cái lợi ích gì cho xã hội. Cái đề tài thì như này, đề tài thì thực ra thì từ khi mà đầu những năm 90 đã nghiên cứu khoa học thì tôi đã nghiên cứu cái máy điện quang thường ấy. Ngày trước nó chưa có cắt lớp thì cái máy điện quang thường thì mình cái máy điện quang thường ấy thì chụp thì cả cái vòng xoã này, ví dụ cái đằng trước này đằng sau nó vỡ không biết được, thì bắt buộc tôi phải nghiên cứu, tức là chụp cái tiếp tuyến của cái vùng tổn thương này, tức là tia tiếp tuyến để nó. Còn cái giai đoạn gần đây thì có cái máy 128 nát, thì thực ra này thì nó có điều kiện, tức là phương tiện tốt rồi đấy, con người cũng đã chín chắn rồi. Thì lúc đó tôi đi sâu vào nghiên cứu, tôi đến cái thời điểm này tức là về cái máy cắt lớp này, tôi đã nghiên cứu 5 cái đề tài, trong đó cái đề tài mạch máu não. Về mạch máu não thì cái đề tài mạch máu não thì cũng được đánh giá rất là cao. Thế là cái bông của tôi là 234 hạt đây này. Vâng. Hạt dài này, gạo trong này. Gạo trong. Đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Và các công trình giải pháp sáng tạo khoa công nghệ trên phạm vi toàn quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng, có thể nói cũng giúp cho cái phong trào nghiên cứu khoa công nghệ của tỉnh trong thời gian tới được mạnh mẽ hơn, được đa dạng hơn, và đặc biệt là các giải thưởng, các cái tuyển tập của chúng ta nằm trong cái cuốn sách thì đều trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế và giáo dục. Qua đó thì cũng giúp cho các thế hệ trẻ say mê tìm tòi nghiên cứu khoa công nghệ, và đặc biệt hơn nữa là qua đó thì cũng gián tiếp giúp cho cái
chương trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra trong thời gian tới. Đúng như nhận xét của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, các tác giả, nhóm tác giả người Thái Bình được ghi danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam, nghiên cứu các đề tài giải pháp có những giá trị khác nhau trên các lĩnh vực khác nhau, nhưng lại tập trung ở một mục đích, đó là đưa khoa học công nghệ phục vụ cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.